Chào quý khán thính giả đang theo dõi video trên kênh Ngẫm Sự Đời. Quý vị thân mến, điều quan trọng nhất đối với một gia đình là sự hòa thuận, giàu có chị xếp thứ hai. Nhưng một gia đình hòa thuận không phải chỉ được xây dựng bởi một người, mà nó đòi hỏi sự nỗ lực của mỗi thành viên. Một gia đình mà có một trong năm dấu hiệu sau đây thì chắc chắn rằng gia đình đó đang được ông bà tổ tiên phù hộ che chở. Vậy thì đó là những dấu hiệu nào? Mời quý vị cùng theo dõi trong video ngày hôm nay của Ngẫm Sự Đời nhé! Thứ nhất, gia đình anh em đoàn kết yêu thương nhau. Tình anh em, một thứ tình cảm thiêng liêng. Nhiều người thấy thiệt thòi vì là con một, chẳng có anh chị em để cùng nhau vui đùa, để được anh bảo vệ khi bắt nạt, được chị gái chiều chuộng, nhường nhịn hoặc được bắt nạt đứa em. Có người lại thèm muốn anh chị em hòa thuận, chia sẻ mọi thứ, cùng giúp đỡ lẫn nhau, chứ không phải suốt ngày xảy ra mâu thuẫn, đánh chửi nhau, thậm chí lôi nhau ra tòa vì chia chác, tranh chấp tài sản. Ông cha ta thường có câu: khôn ngoan đối đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau, để chỉ tình cảm đoàn kết giữa anh em một nhà. Nhiều người cho rằng sông có khúc, người có lúc, con người cũng có lúc này, lúc kia. Ngay cả bản thân mình còn không tin thì có thể tin vào ai? Nhưng một giọt máu đào hơn ao nước lã, dù có thế nào đi chăng nữa thì ruột thịt máu mủ vẫn luôn là mối quan hệ tình cảm thiêng liêng. Gia đình là nơi ta trở về tìm chốn bình yên, bỏ mặc những sóng gió, cạm bẫy, lừa lọc, bon chen ở ngoài xã hội. Chỉ cần về nhà là nhận được sự quan tâm, chăm sóc, thấu hiểu của cha mẹ và các anh chị em. Bất cứ ai được sống trong một gia đình hạnh phúc như thế, có nghĩa là đã có một nền tảng vững chãi để sống và phát triển bản thân rồi. Trong cuộc sống sẽ có lúc bạn cảm thấy khó khăn, mệt mỏi, muốn bỏ hết tất cả. Lúc đấy, gia đình sẽ luôn ở bên bạn, là động lực để bạn cố gắng. Sự bảo vệ che chở của bố mẹ, sự giúp đỡ ủng hộ của các anh chị em trong gia đình, để bạn biết rằng bạn không đơn độc. Dù trời có sập xuống đi chăng nữa thì gia đình sẽ chống đỡ cùng bạn, bao dung với những sai lầm của bạn. Đôi khi chỉ cần như vậy thôi là bạn đã đủ tự tin để bước về phía trước rồi. Sự nghiệp lớn nhất của mỗi người không phải là quyền cao chức trọng, là kiếm được thật nhiều tiền, mà là sự nghiệp nuôi dạy con cái. Làm sao cho con khôn lớn, ngoan ngoãn, có ích cho xã hội và biết yêu thương, đùm bọc lẫn nhau, hoàn thành được sự nghiệp, đó là hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời họ. Cuộc sống này, chúng ta có thể không giàu về tiền bạc, nhưng đừng để bản thân nghèo nàn về tình cảm. Khi cuộc sống của bạn không có tình yêu, không có người thân, chính là lúc bạn khó kiếm tiền cho mình hạnh phúc thật sự. Dù bạn có nhiều tiền, rất nhiều tiền, thì bạn cũng chẳng thể mua được tình cảm thiêng liêng đó. Thứ hai, con cháu coi trọng chữ hiếu. Tư Mã Thiên đã từng nói, cha mẹ là nền tảng của con người, cha mẹ là người cho chúng ta sinh mạng, là người tạo nên chỗ đứng của chúng ta trên thế giới này. Trong Kinh Thi đã từng viết rằng, cha mẹ là người đã sinh ra và nuôi nấng, chăm sóc ta, là người hiểu ta nhất, điều ta mong muốn nhất là trả ơn tấm lòng của cha mẹ. Bách thiện hiếu vi tiên, trong trăm cái thiện, chữ hiếu đứng đầu. Phận làm con cái, nếu không làm được việc này, thử hỏi người đó có thể làm được việc gì khác, có thể đối xử tử tế được với những người khác hay không. Công lao to lớn sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ như núi cao, như biển sâu. Thế nên dù có bận, có mệt, nhưng cũng đừng quên chăm sóc báo hiếu cha mẹ. Người ta vẫn ví một gia đình chính là một cây cổ thụ. Ông bà là gốc cây, bố mẹ là cành lá và con cái là trái cây. Chỉ khi rễ cây thật vững chắc, cành lá mới sum suê, nhờ thế mà trái cây mới có đủ dinh dưỡng để thơm ngon. Khi đã đơm hoa kết trái thơm ngon rồi, phận làm con sao có thể xem nhẹ công lao to lớn ấy. Người coi trọng bố mẹ ắt hẳn là người không bao giờ quên đi nguồn gốc của mình. Người mà hiếu thuận với cha mẹ ắt hẳn là người không bao giờ quên ân nghĩa ở đời. Người như vậy sẽ sống, sẽ tích được phúc đức cho bản thân và con cháu. Thứ ba, nhà có người làm điều thiện, phúc khí tự nhiên tới. Đại sư Ấn Quang từng nói, phàm người nào làm lợi cho kẻ khác
thì con cháu người đó sẽ được hưởng phúc. Nếu những người cao tuổi trong nhà sinh tâm lương thiện, làm nhiều chuyện tốt, giúp ích cho đời, con cháu sau này cũng biết tích đức, tu chí làm ăn, sống có, trạch tâm nhân hậu, thì gia đình họ sẽ luôn được sung túc và đầm ấm. Gia đình của đặc khu trưởng Ma Cao, Hà Hậu Hoa chính là một ví dụ điển hình. Trước đây, sau khi ông cố của Hà Hậu Hoa kinh doanh có tiền, liền bắt đầu giúp đỡ người nghèo. Ai không có cơm ăn áo mặc, liền được cho cơm ăn áo mặc. Chính vì vậy, ông cố của Hà Hậu Hoa đã trở thành một đại ân nhân nổi tiếng thời đó. Sau này, cha của Hà Hậu Hoa sang Ma Cao lập nghiệp, công việc càng thêm phát đạt. Dòng họ Hồ trở thành gia tộc lớn đầu tiên ở Ma Cao, nhưng chẳng ai quên phương châm làm việc thiện tích đức của ông cố. Năm đó một trận hỏa hoạn đã khiến hơn 2.000 người bị mất nhà cửa. Hà Hiền đã không nói lời nào mà chạy đi giúp người bị nạn, còn quyên góp rất nhiều tiền bạc chăn áo. Trên đời này, nếu bạn nói bạn gặp rất nhiều người xấu, tôi sẽ không phản bác, nhưng đừng bao giờ từ bỏ vì tin rằng vẫn còn rất nhiều người tốt tồn tại. Ngày nay, tất cả đời sau của dòng họ Hà, con cháu của Hà Hậu Hoa đúng đều trở thành những người tài cao đức trọng. Gia đình có người làm điều phước lành, nhất định thế hệ mai sau sẽ được trời phù hộ. Thứ tư, nhà biết tiết kiệm, tiền tài tự vào cửa. Phúc của một gia đình thường được nuôi dưỡng bởi sự siêng năng và tiết kiệm. Nhà khoa học nổi tiếng Tiền Học Sâm, mặc dù xuất thân trong một gia đình giàu có, nhưng ông vẫn luôn sùng bái lối sống tiết kiệm. Trong số di vật ông ấy để lại có một chiếc quạt đầy những mảnh vá. Chiếc túi đã dùng hơn 40 năm và hai bên mép đã bị sờn. Lúc đó đơn vị cho ông căn hộ 3 phòng ngủ, ông cứ thế mà sống ở đó suốt 50 năm. Sau này vì thấy nhà đã cũ, đơn vị nhiều lần đề nghị cấp nhà mới nhưng ông lại từ chối. Con trai và con gái của Tiền Học Sâm cũng như ông, không bao giờ ngủ quên trên thành quả của cha mẹ. Trái lại, họ rất chăm chỉ học hành, nhờ vậy cũng tự đạt thành tích xuất sắc trong lĩnh vực của riêng mình. Khát vọng của con người chính là một cái hố đen không hồi kết, và lòng tham sẽ là con quái vật nuốt chửng từng chút một. Thế nên, hãy cố gắng trở thành một người nỗ lực và tiết kiệm, vì đó là cách quản lý một gia đình hiệu quả nhất. Thứ năm, gia đình có tiếng trẻ đọc sách. Một phụ huynh than thở trên mạng xã hội rằng cậu con trai đang học tiểu học của mình không hứng thú với việc học, lơ là làm bài tập, không có ý thức chủ động trau dồi kiến thức. Cậu bé lúc nào cũng khiến mẹ phải nhắc nhở mới chịu ngồi vào bàn học. Tuy nhiên, vừa cầm quyển sách đọc mấy câu là cậu ta đã cảm thấy chán nản. Ấy vậy, nếu đổi lại, đưa điện thoại cho cậu bé thì cậu bé ngồi yên lặng say mê xem mà không làm phiền bố mẹ. Liền có một người hỏi lại cô ấy, vậy ở nhà cô thường thích làm gì? Vì phụ huynh đáp lại, tôi làm việc nhà, khi có thời gian rảnh thường lướt video trên mạng xã hội. Rõ ràng khi nhìn người mẹ thường xuyên sử dụng điện thoại, chắc chắn cậu con trai đã bị ảnh hưởng ít nhiều. Bố mẹ thích chơi, làm sao con cái có thể thích học được? Con cái chính là tấm gương phản chiếu của bố mẹ. Chúng thậm chí có thể bắt chước bất cứ hành động nào của bố mẹ. Chúng ta không đánh đồng hay nhấn mạnh rằng đọc sách nhất định có thể đem lại bao nhiêu thành công và may mắn, cũng không nói người không đọc sách sẽ không nên được việc gì. Nhưng ít nhất càng đọc nhiều sách, cảm ngộ của bạn với thế giới sẽ càng thông hơn. Càng đọc sách, tinh thần sẽ càng phong phú hơn. Càng đọc sách, cơ hội tiếp xúc với những sân khấu rộng lớn và nguồn lực dồi dào sẽ càng nhiều hơn. Càng đọc sách, bạn sẽ càng lý tính hơn khi đối mặt với cám dỗ hay thách thức. Càng đọc sách, bạn sẽ càng có ý thức trau dồi phẩm chất và đạo đức của mình, khiêm tốn hơn, cởi mở hơn với những vướng mắc và luôn bình tĩnh trong cuộc sống. Hãy nói với con cái rằng, khi còn ở độ tuổi có thể chuyên tâm học hành, đọc sách, hãy trân trọng thời gian, nhận thức được tầm quan trọng của việc đọc sách ngay từ khi còn nhỏ. Con đường đời sau này mới càng rộng mở và dễ đi. Quý vị thân mến, một gia đình giàu có cũng không thể bền vững bằng một gia đình có nề nếp và quy củ. Người xưa có câu không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Không phải là tiền tài mà chính đạo đức mới là nền tảng vững chắc để duy trì sự ổn định cho một gia đình. Những vấn đề nội bộ phát sinh trong một gia đình giống như cơn sóng ngầm không ngừng xô đổ tổ ấm của chúng ta. Một gia đình hạnh phúc nhất định phải là một gia đình có đạo đức. Nói cách khác, đạo đức là gốc rễ tạo nên sự hưng thịnh của một gia tộc. Nếu như có một trong ba dấu hiệu sau, quý vị nhất định phải chú ý và chấn chỉnh lại gia đình mình quý vị nhé. Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi. Dấu hiệu thứ nhất, gia phong bại hoại, hỏa hoạn không xa. Tính trăm phương ngàn kế cũng không bằng tích đức hành thiện, đức dày sẽ đem đến cho con người những điều tử tế.
Người xưa nói hậu đức dưỡng gia, đức dày là nền tảng để phát triển cả một gia đình. Đối với một gia đình mà nói, gia phong tốt đẹp chính là yếu tố quan trọng nhất, đảm bảo sự hưng thịnh bền vững muôn đời. Bất luận ở thời đại nào, gia phong cũng đều là cái gốc quyết định sự hưng vong của một tế bào trong xã hội. Một gia đình ưu tú, một cặp cha mẹ ưu tú không phải vì họ để lại cho con cái bao nhiêu tiền, bao nhiêu nhà, bao nhiêu xe cộ mà là vì họ thông qua giáo dục và truyền đạt, từ đó để lại cho con cái bao nhiêu trí tuệ nhân sinh. Có câu chuyện kể rằng, một người phụ nữ quá chồng một mình nuôi con khôn lớn, người mẹ đã phải làm việc quần quật suốt ngày để kiếm tiền nuôi con. Bà chấp nhận ăn cơm thừa canh cặn để nhường đồ ăn ngon cho con. Một ngày nọ, có con trai đi ăn trộm đồ của nhà hàng xóm về đưa cho mẹ. Người mẹ không những không trách mắng mà còn khen con giỏi. Kể từ đó, cậu cứ đi ăn cắp đồ của người khác để mang về cho mẹ mình. Và sau mỗi lần như thế, người mẹ chưa bao giờ quên khen con. Khi lớn lên, cậu bé đã bị bắt vào tù vì tội ăn trộm. Trước khi bị hành quyết, người mẹ cầu xin được gặp con trai lần cuối, nhưng cậu con trai đã kiên quyết từ chối. Người cai ngục mới hỏi, mẹ nhớ con và con nhớ mẹ là chuyện thường tình, nhưng sao cậu lại không muốn gặp mẹ mình? Cậu bé trả lời, người tôi hận nhất cả đời này chính là mẹ tôi. Lúc nhỏ bà ấy đã luôn khen ngợi tôi mỗi khi tôi đi trộm đồ của người khác. Tôi thành ra như ngày hôm nay đều là do bà ấy hại. Tôi có chết cũng không tha thứ cho bà ấy. Gia đình biết hành thiện tích đức, ắt sẽ có phúc dày. Gia đình mà chuyên dung túng cho cái ác, ắt sẽ có hậu họa về sau. Có thể thấy từng lời ăn tiếng nói, nhất cử nhất động của người làm cha mẹ đều thể hiện rõ nét tính cách trong gia đình, gia phong của gia đình đó. Hậu đức tải Phật, đức dày có thể nâng đỡ vạn vật, đức dày có thể đảm bảo cho cả một gia đình an yên, hạnh phúc muôn đời. Gia phong tốt đẹp, nghèo đến đâu rồi cũng sẽ có ngày khá giả. Gia phong bại hoại, giàu có đến đâu rồi cũng có ngày trắng tay. Phong thủy tốt nhất của một gia đình đó chính là gia phong tốt đẹp. Dấu hiệu thứ hai, gia đình bất hòa, ắt có tai họa. Gia đình là nơi nương thân quan trọng nhất của con người. 70% cảm xúc hỉ nộ ái ố trong đời đều có liên quan đến gia đình. Một gia đình ngày ngày chỉ có tiếng cãi vã, giống như một cái động băng, về đến cửa đã cảm thấy lạnh đến rùng mình. Nghiên cứu cho thấy phần lớn những người phạm tội từ nhỏ đều sống trong những gia đình bất hòa. Tục ngữ có câu thuận vợ thuận chồng tác biển Đông cũng cạn. Một gia đình không hạnh phúc là khi các thành viên không biết bao dung cho nhau. Mỗi khi có chuyện, thay vì cùng nhau tìm ra cách giải quyết, hai vợ chồng chỉ biết bới móc và chỉ trích nhau. Những cuộc cãi vã không có điểm dừng là cơ sở để tai họa ập tới. Trong lúc cãi nhau với chồng, người vợ tức giận xé quần áo của mình. Trong lúc không thể kiềm chế tâm trạng, người chồng cũng tiện tay châm lửa đốt luôn cả tủ quần áo của vợ. Vô tình ngọn lửa lan ra cả ngôi nhà, dẫn đến việc 20 người phải sơ tán khẩn cấp trong đêm. Gia đình bất hòa tựa như một loại thuốc độc giết chết tâm hồn của những người trong cuộc. Một cặp vợ chồng trẻ đi mua đồ trong siêu thị. Mỗi người thích mua một loại kem đánh răng khác nhau. Người vợ nói hãng mình chọn vừa rẻ vừa tốt. Người chồng lại nói cái của mình dù đắt nhưng vừa đắp được tính hiệu quả. Lúc mới đầu hai người chỉ nói qua nói lại vài câu, nhưng về sau hai người ngày càng to tiếng với nhau. Chứng kiến cảnh bố mẹ mình cãi nhau, đứa bé ngây thơ chỉ biết òa khóc vì quá sợ hãi. Đó là một câu chuyện nhỏ nhưng cũng đủ để cho ta thấy sự hòa hợp của gia đình quan trọng như thế nào đối với một con người. Những người kết hôn muộn hoặc không kết hôn, đa số đều có một tuổi thơ bất hạnh trong tiếng cãi vã của cha mẹ. Không ai nói cho họ biết phải làm thế nào để giải quyết những mâu thuẫn trong gia đình. Họ luôn mang trong mình một nỗi sợ hãi và thích chạy trốn hôn nhân. Một gia đình tốt sẽ khiến cho con người ta tốt lên từng ngày. Một gia đình lục đục sẽ mãi kìm hãm con người ta ở những điều vụn vặt tầm thường. Dấu hiệu thứ ba, nuông chiều con cái hậu hoạn vô cùng. Một gia đình nọ có 3 người, bố mẹ kinh doanh một cửa hàng nhỏ nuôi con cái học đại học. Do công nghệ phát triển nên việc làm ăn của cửa hàng nhỏ, truyền thống gặp rất nhiều khó khăn. Có lúc hai vợ chồng họ làm cả tháng cũng không kiếm đủ tiền thuê nhà. Ăn cơm trưa họ cũng không dám gọi thức ăn. Nhưng cô con gái không biết đến nỗi khổ của cha mẹ. Sau khi lên đại học, khi kỳ nghỉ hè đầu tiên, cô về nhà tìm bố mẹ đòi mua điện thoại Apple. Vì điện thoại cũ lỗi thời, xấu hổ với bạn bè. Đôi vợ chồng miễn cưỡng rút bớt tiền lấy hàng ra, mua điện thoại mới cho con. Cô con gái vẫn chưa biết đủ. Có điện thoại rồi lại đòi mua máy tính. Có máy tính rồi lại đòi mua túi sách. Thậm chí còn giấu bố mẹ vay một khoản tiền lớn. Cuối cùng sự việc mới vỡ lở. Bố mẹ phải bán nhà đi mới trả nợ hết cho con.
Những câu chuyện như thế này trong cuộc sống không hề ít. Bao nhiêu đứa trẻ bị bố mẹ nuông chiều mà trở thành những con quỷ hút máu người. Nhà có giàu có đến đâu thì khi có những đứa con như thế sớm muộn rồi cũng hết sạch. Nhân sinh không có sự vất vả nào là vô nghĩa, cũng không có con đường nào đi mà phí công. Bây giờ chúng ta không thể để con cái chịu khổ. Cuộc đời này sẽ khiến chúng phải khổ. Thật sự yêu con, hãy đừng là tấm bạc che chắn mưa gió giúp con, mà hãy dạy chúng thế nào là đối diện và khắc phục khó khăn. Không ai sinh ra đã là một cuộc đời hoàn toàn thuận buồm xuôi gió. Bố mẹ cũng không thể bảo vệ con cả đời, vì thế hãy cứ để con chịu khổ. Chúng mới có sức mạnh đẩy lùi